Xin chào các bạn. Ngày nay marketing là một phần không thể thiếu của bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào. Mục đích của nó là đưa sản phẩm đến với khách hàng nhanh hơn và theo một cách nào đó đặt bẫy, đẩy nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng lên một mức độ cao hơn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng dạo quanh một số chiêu trò quảng cáo mà các doanh nghiệp thường dùng để bòn rút túi tiền của chúng ta. Đây là một trong những chiêu trò kinh điển trong lĩnh vực quảng cáo. Để bán được hàng, các doanh nghiệp luôn làm sản phẩm của họ bắt mắt hơn trên các bao bì biển hiệu. Chúng ta vẫn thử biết rằng chẳng có con tôm hay miếng thịt bò nào trong gói mì mà chúng ta vẫn ăn. Tuy nhiên, sự thật là hầu hết mọi người khi lựa chọn mua mì gói đều bị thuyết phục bởi những bao bì trông ngon mắt và hấp dẫn. Và một điều chắc chắn rằng không ai cảm thấy bị lừa dối vì gói mì nào cũng luôn có câu hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Một trong những chiêu trò mà các doanh nghiệp bán hàng hay sử dụng là đưa ra nhiều mức giá khác nhau cho cùng một loại sản phẩm. Mục đích của họ là khiến chúng ta phải dừng lại và so sánh chúng với nhau. Nếu các bạn tinh ý thì sẽ thấy luôn có một sản phẩm có mức giá rất cao được gọi là sản phẩm mồi. Cái mồi này sẽ khiến bạn cảm thấy việc bỏ tiền ra mua sản phẩm có giá thấp hơn ngay dưới đó trở nên thực sự hợp lý. Chiêu trò tiếp theo là những cái quảng cáo mà chúng ta rất hay gặp vào dịp cuối năm. Nghe thì cực kỳ hấp dẫn, khiến nhiều người không thể để yên cái ví của mình trong túi quần. Nhưng sự thật thì sao? Rất nhiều siêu thị cửa hàng đã đội giá niêm yết sản phẩm lên để sau khi giảm rồi thì giá vẫn là ban đầu, thậm chí còn cao hơn cả giá gốc. Hình thức này thường được áp dụng đối với đồ gia dụng, điện máy, đặc biệt là thời trang. Thường những người ít khi đi mua sắm hay dính phải cái bẫy này vì họ không biết chính xác giá gốc của sản phẩm đó trên thị trường nên cứ thấy giảm giá là thích và móc ví ngay lập tức. Nền kinh tế có thể trồi sụt lên xuống theo thời kỳ, nhưng có những mặt hàng luôn giữ giá cực kỳ hấp dẫn, cứ như sinh ra là để được mua vậy. Tuy nhiên, sự thật là để không phải tăng giá sản phẩm khi việc kinh doanh gặp khó khăn, chiêu bài thường được sử dụng là cắt giảm số lượng sản phẩm bên trong nhằm đảm bảo lợi nhuận. Nếu có thể nhìn lại quá khứ, bạn sẽ nhận ra một điều rằng giỏ sách và xe đẩy có sẵn trong siêu thị ngày nay đã lớn hơn rất nhiều. Tâm lý của chúng ta khi vào siêu thị chắc chắn sẽ không dùng xe đẩy chỉ để mua một cái bánh mì rồi đi ra. Trong khi đó, theo như thống kê, các khách hàng sử dụng xe đẩy thường có xu hướng mua sắm nhiều hơn tới 40% so với khi không sử dụng. Vậy là các bạn đủ hiểu vì sao cái xe đẩy càng ngày càng to hơn rồi đúng không? Có bao giờ bạn tự hỏi liệu việc sắp xếp các sản phẩm trong siêu thị được thực hiện một cách ngẫu nhiên hay có chủ ý? Vâng, xin thưa là chẳng có cái gì ngẫu nhiên ở đây hết. Tất cả đều là nghệ thuật sắp đặt của các doanh nghiệp bán hàng. Quầy thực phẩm lúc nào cũng nằm khuất phía sâu bên trong nhằm đảm bảo khách hàng phải đi qua tất cả các kệ trước khi tiếp cận được đến đó. Mục đích thì tất nhiên là để họ mua thêm hàng hóa thôi. Chưa hết, nhằm bòn rút tối đa ví tiền của người tiêu dùng, các kệ hàng cũng được sắp đặt rất nghệ thuật. Các kệ ngang tầm mắt sẽ chứa những nhãn hiệu nổi tiếng, doanh số cao và có giá không hề rẻ. Những mặt hàng ít tiếng tăm và rẻ hơn sẽ được xếp lên cao hoặc dưới thấp. Đặc biệt phía dưới sẽ được đặt các mặt hàng liên quan đến bánh kẹo, đồ chơi vì đó là tầm mắt của trẻ em. Sở dĩ có cái tên này là do trung tâm thương mại đầu tiên thiết kế theo phong cách bòn tiền được chính kiến trúc sư người Áo Victor Gruen thực hiện vào những năm 1930. Trước khi Gruen ra tay, các trung tâm thương mại thường gồm các tòa nhà một tầng có đường nối với nhau. Nhưng quan điểm của Gruen là tất cả các cửa hàng chỉ nên về chung một mái nhà, tạo cảm giác như một siêu thị thời hiện đại. Hơn nữa, bên trong các tòa nhà của Gruen có ít cửa sổ, đặc biệt là không có đồng hồ. Một môi trường như vậy làm người ta không còn nhận thức về thời gian. Kết hợp cùng với ánh sáng và mùi hương dễ chịu, khách hàng dễ quên đi mục đích chính của mình mà móc tiền ra thanh toán. Trên đây là 7 cạm bẫy từ các doanh nghiệp khiến túi tiền của chúng ta hao mòn. Nếu bạn là một người dư giả về tài chính thì có lẽ video này đã làm mất thời gian của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.